Xin chào các bác nha. Nay bên em giới thiệu mang về cái giống hành tây. Nhưng mà nó sẽ là hành tây tím nha. Hàng này là hàng của Hàn Quốc ạ. Hàng của Hàn Quốc nhưng bao bì của bên em đấy là linseed nha. Một gói này được tầm 200 hạt ạ. Cái giống này kháng bệnh và chịu nhiệt rất là tốt. Cái vỏ của nó thì nó sẽ là màu tím sẫm các bác nha. Thông thường thì chúng ta hay thấy là có hành tây trắng à, vỏ bên ngoài cùng thì nó sẽ là màu nâu và nó sẽ bên trong chúng ta bóc ra nó sẽ là màu trắng, nhưng ở đây thì nó sẽ là hành tây tím nhá, nó sẽ tím ở bên ngoài là màu vỏ tím sẫm và bên trong nó sẽ là màu tím rất là đẹp. Các bác trồng loại này đi ạ, loại này ăn nó sẽ đậm đà hơn so với loại trắng nhá.